Từ thành phố Hồ Chí Minh, du khách di chuyển theo quốc lộ 1A qua cầu Mỹ Thuận và rẽ phải vào quốc lộ 80 để đến thành phố Sa Đéc. Từ thành phố Cần Thơ, du khách đi theo quốc lộ 1A rồi rẽ vào quốc lộ 80. Cách 2, di chuyển dọc theo quốc lộ 54, sau đó rẽ vào tỉnh lộ 853 để vào thành phố Sa Đéc. Tại khu vực vòng xoay thành phố Sa Đéc, nút giao với quốc lộ 80, du khách đi dọc theo đường nội ô Nguyễn Sinh Sắc hoặc tiếp tục đi thẳng theo quốc lộ 80, rồi rẽ phải vào tỉnh lộ 848 để đến công viên Sa Đéc, nơi diễn ra các hoạt động như triển lãm ảnh, lễ hội bột, lễ hội hoa và nhiều chương trình ca múa nhạc đặc sắc. Từ công viên Sa Đéc, du khách tiếp tục đi dọc theo tỉnh lộ 848 hướng về khu công nghiệp Sa Đéc để tham quan và trải nghiệm các hoạt động tại đường hoa Sa Nhiên, Cai Dao hoặc các điểm du lịch khác tại xã Tân Khánh Đông.